Đây là một kỹ năng, một trò chơi rất là tốn kém. Nội cái đàn này á, mình muốn sở hữu được cái đàn này á, phải có từ 50 triệu cho lên, bèo lắm cũng 30 triệu. Mà nếu mà mua lại cũ cũ cũng hai mấy 30 triệu cái đàn này, sở hữu được cái đàn như thế này. Và cái học phí của cái chơi được cái đàn này á, này học phí của nó nè, học là 2,3 triệu một khóa 3 tháng, 2,3 triệu khóa 3 tháng là học phí. Cái là trung bình á, bình thường ở những cái trung tâm dạy á, còn rẻ hơn thì có thể là 1 triệu đồng một tháng. Thì chúng ta thấy không, đây cái trò chơi thôi mà tốn kém khủng khiếp không. Và đây cũng là một ngôn ngữ thứ hai thứ ba đó, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta muốn chơi được vậy chúng ta phải học, và nó những cái nốt nhạc giống như một ngôn ngữ. Cô ca đang luyện ngón đó, bài hát đi son á. Rồi đợi lại bài ca coi. Này phím nó nặng quá ca ha. Piano là phím cơ này nó nặng quá các bạn. Đờn chút xíu rất là mỏi tay nha. Mình đây người lớn nên đờn đè đè chút xíu là rất là mỏi tay rồi. Thì mình thấy rằng cái này mà nếu mình học á, một người mà học trong gia đình, nếu mà có ai học giỏi này á, thì người đó dạy cho người khác thì đỡ tốn tiền. Còn mà đi mướn người ta về dạy, một người dạy một người là một buổi cũng vài trăm ngàn à. Tốn kém lắm. Rồi. Chào các bạn.